Chào bạn, video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đấu lối cái điều tốc loại có 3 giây như thế này. Đấy, đây là cái điều tốc nhé. Hiện tại thì quạt đang quay, mình sử dụng điều tốc cho quạt này. Cách đấu lối cực kỳ đơn giản. Ở đây chúng ta sẽ có 3 giây, giây màu vàng, màu đỏ và màu đen. Thì ở đây mình sẽ đấu cái giây màu đen và giây màu đỏ này, hai cực của cái điều tốc này với lại hai cực của ắc quy. Đây ắc quy đây. Nên mình đã đấu lối rồi. Còn lại một cái dây màu vàng này thì mình sẽ đấu vào cực âm của motor quạt. Đấy, cực âm motor quạt nhé. Còn lại cực dương của motor quạt thì mình sẽ đấu luôn vào cái cực dương của bình. Đấy, như vậy là chúng ta đã đấu lối xong. Và đến bây giờ thì mình quay cho bạn xem, đây là cái quạt điều tốc này. Đấy, chúng ta có thể điều chỉnh thông qua cái này nhé. Tắt đi này. Đấy. Chúng ta có thể tăng lên này. Đấy, tốc độ gió. Đấy. Khá là khỏe. Rồi, ok. Như vậy mình đã chỉ cho các bạn cách đấu lối này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn nhớ nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi video mới nhất của mình nha.